Vâng, xin chào tất cả các bạn đến kênh YouTube uh, Dukate. và hôm nay Duy muốn chia sẻ các bạn một cái vấn đề đó chính là mua nhạc bản quyền để làm trên YouTube một cách ngon lành, an toàn và không phải suy nghĩ. Và đây là một trong cái vấn đề gần đây có khá là nhiều bạn có nhắn tin cũng như bình luận gửi về cho Zukate. Giống như các bạn đang nhìn trên màn hình, hỏi về cái vấn đề đó là mua nhạc bản quyền ở đâu và cũng như rằng là làm trên YouTube thế thì mua nhạc bản quyền như thế nào, chỗ nào rẻ và chỗ nào hiệu quả và chỗ nào nhạc hay. Thì chắc chắn rồi. Hôm nay video này Duy sẽ chia sẻ cho các bạn và mời tất cả các bạn chúng ta cùng theo dõi nội dung video. Và vâng, các bạn đang trên màn hình đây thì Duy sẽ hướng dẫn cho các bạn có thể đăng ký sử dụng 30 ngày miễn phí trên cái trang Epidemic Sound dùng 30 ngày. Miễn phí này các bạn sẽ thấy rằng những cái bài hát các bạn lựa chọn để các bạn áp dụng cho cái vấn đề xây dựng phát triển làm YouTube của các bạn một cách vô cùng tuyệt vời. Và các bạn à, có thể đăng ký sử dụng 30 ngày miễn phí với đường dẫn link Duy có chia sẻ ở dưới video này. Và khi các bạn nhấn vào đường dẫn link đó thì các bạn bắt đầu đăng ký, các bạn sẽ nhấn vào start này đây. Và rồi vào đây các bạn sẽ đăng ký nó là đăng ký là người dùng hoặc đăng ký là business. Và đặc biệt là tại sao mà sử dụng cái trang Epidemic Sound này thì bạn thấy rằng ở chỗ này nó có cái mục là partner và em um, MCN đây. Thì bạn nhấn ở đây bạn sẽ thấy là gì? Có rất là nhiều các cái đơn vị đang sử dụng trên cái trang Epidemic Sound này duy ví dụ duy nhấn vào cái mục này cho các bạn các bạn có thể nhìn thấy ở trên này có rất là nhiều các, các cái network sử dụng và đây cũng chính là cái điều mà duy muốn trả lời cho các câu hỏi các bạn có hỏi rằng là uh, duy MKT tê ơi tại sao các cái kênh youtube liên quan về chủ đề game các kênh youtube liên quan về chủ đề cuộc sống người ta sử dụng các cái âm nhạc và người ta không bị đánh bản quyền tại sao vậy có phải là họ vào trong network hay không hay là họ mua bản quyền hay họ hay là các video đấy bị dính bản quyền thì chia sẻ các bạn rằng là những cái dạng kênh mà trong các cái network ở trong đây bạn nhìn thấy là gì? Các network có vào trang cái trang đó là e Sound này. Ví dụ như các bạn nhìn thấy ở trong này có một số network các bạn có thấy rất là điển hình Ví dụ như là uh, Metut đúng không? Và trong này ví dụ như các bạn sẽ thấy rằng là Freedom và rồi là các bạn sẽ thấy rằng là uh, Top Full Media hay nhiều các network khác rất tên tuổi ở đây thì họ cũng sử dụng các cái bài nhạc này. Cho nên với những người dùng nếu như bạn nào không tham gia vào trong các network đấy thì các bạn Đăng ký các bạn mua trên cái trang đó chính là uh, Epidemic Sound này là các bạn cũng sử dụng Tetbo Và đấy chính là cái điều mà rất tuyệt vời cho những bạn nào mà đang xây dựng các cái chủ đề liên quan về game, liên quan về cuộc sống hay muốn tạo ra các cái thước phim và có các bài nhạc không sợ về vấn đề bản quyền thì chắc chắn đây là một cái trang các bạn hãy nên đăng ký và sử dụng nó. Vì, bởi vì ở đây là, là rất là đơn giản, nó đã được kiểm định rất rõ ràng các cái bài nhạc cực kỳ chất và các network họ đang sử dụng thế thì khi các bạn có các các cái giấy phép ở trên này thì các bạn cứ yên tâm gọi là sử dụng Vitebo và đấy là cái điều mà duy và muốn chia sẻ với các bạn. Thế thì nếu như là một người dùng khi các bạn đăng ký thì các bạn có thể chọn vào cái mục là người dùng ở đây và trong cái này gì các bạn sẽ nhập vào cái thông tin email của các bạn đấy các bạn sẽ nhập vào thông tin email của các bạn và rồi là các bạn sẽ nhập vào các bát cuột của các bạn đấy bắt cuột uh, mật khẩu thì nó sẽ gồm là 8 ký tự trong đó có uh, các cái tứ ký tự là uh, đặc biệt các ký tự số và có chữ đấy, thì các bạn có thể nhập vào đây và sau khi các bạn nhập xong cái địa chỉ email cũng như mật khẩu của các bạn xong các bạn sẽ tích vào điều khoản của nó các bạn tích vào đây và rồi các bạn tích vào cái mục là các bạn lớn hơn 16 tuổi sau đó các bạn nhấn là continue và vâng người tiếp theo đó nó sẽ đến bước số 2 bước số 2 này chúng ta sẽ nhập thông tin thanh toán và đây là chúng ta được sử dụng một tháng miễn phí và với một tháng miễn phí là gì thì chúng ta sẽ không phải mất tiền sau khi sử dụng một tháng miễn phí đó xong thì các bạn có thể uh, uh, mua để áp dụng nó. Nhưng bạn nào mà có nhu cầu mua chúng ta có thể mua theo tháng, mua theo tháng thì nó sẽ là 15 đô. Còn nếu như mà các bạn uh, mua theo năm, mua theo năm thì cái uh, số tiền nó sẽ giảm đi, nó sẽ giảm xuống đến 30%. Các bạn mua theo năm thì nó chỉ là 108 đô. Tùy vào mỗi mục đích của các bạn, chắc chắn là trong cái quá trình mà các bạn đi kiếm tiền trên nền tảng YouTube uh, thông qua với chủ đề game, chủ đề nhạc hay chủ đề cuộc sống thì với cái số tiền mà 15 đô là cái số tiền mà có có thể nói là chấp nhận được bởi vì sử dụng rất là nhiều các bài hạc nhạc hay và tuyệt vời trên này. Và rồi đến cái bước là gì các bạn sẽ nhập các cái thông tin thanh toán. Ở đây các bạn có thể visa thì các bạn nhập thông tin thanh toán của các bạn vào gồm tên và mã và các cái mã số thẻ mặt trước của các bạn. Và uh, bên cạnh đó thì các bạn có thể thanh toán bằng tài khoản uh, PayPal. Ở đây thì Duy sẽ thanh toán bằng tài khoản PayPal. Và Duy sẽ nhấn vào đây. và duy sẽ nhấn đồng ý ok đấy th 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 thông qua cái bước số 2 chúng ta thành công là gì chúng ta sẽ được vào trong cái uh, uh, trang uh, bài hát của chúng ta và trong này là gì có rất là nhiều bài đấy các bạn thể thấy là gì khi add vào trong này là gì khi các bạn mua rồi thì bây giờ nhiệm vụ của các bạn là các bạn add cái kênh youtube của các bạn vào đây và vâng thì sau đó thì nó biến đến cái bước này thì các bạn thấy là gì khi chúng ta thanh toán xong và chúng ta add xong cái phương thanh toán thì nó sẽ yêu cầu chúng ta sẽ add cái thông tin của chúng ta vào chúng ta đang sử dụng trên cái nền tảng gì chúng ta đang muốn sử dụng làm kiếm tiền trên youtube chúng ta đang muốn triển khai trên facebook thì khi đã mua đó rồi thì chúng ta gì chúng ta chỉ cần add cái kênh youtube của vào vào ví dụ ở đây là gì duy add cái kênh youtube vào đấy đường dẫn link add vào đường dẫn link nào các bạn sử dụng cho kênh youtube thì các bạn thêm vào ví dụ ở đây là duy add vào cái kênh là duy kt này thì bạn thấy là gì khi chúng ta mua trên cái nền tảng của cái um, Uh, Epidemic Sound này thì bạn thấy là gì? Bạn dùng cho kênh nào thì bạn add kênh đó vào thì chúng ta sau này có vấn đề gì liên quan về bản quyền hay vân vấn đề gì liên quan về uh, họ quét nhầm chúng ta kháng cáo rất dễ dàng và khi chúng ta mua rồi các bạn cứ yên tâm là gì? Mọi chinh, mọi giấy tờ, mọi thông tin của bạn sẽ được lưu hết trên cái uh, trang web uh, mua nhạc này và sau đó thì bạn có thể add vào những cái profile cá nhân của bạn nếu bạn muốn ở đây thì duy trì để mua cho các bạn add vào kênh YouTube sau đó là gì? Suy nhấn lưu lại. Và vâng thì tiếp theo nữa nó đến cái đoạn này thì chúng ta sẽ cần phải xác minh cái email của chúng ta thì bạn thấy là gì? Các bạn sẽ nhấn vào xác minh cái email và các bạn sẽ trở về cái email các bạn vừa đăng ký. Và nó sẽ nó yêu cầu nó là verify cái email đó. Bạn check cái check check cái email của bạn thì vào đây bạn thấy là gì? Nó đã có một cái thông tin email xác minh này. Các bạn nhấn vào đó và các bạn nhấn vào cái mục đó là verify email và vâng thì sau khi các bạn xác minh xong thì các bạn đã hoàn thành tất cả các cái nội dung thông tin để có một cái tài khoản và sử dụng trên cái trang mà sử dụng nhạc uh, FB, uh, DMX Sound này có thể nói rằng là thoải mái triển khai và sử dụng nó và chắc chắn rồi những cái bạn nào mà liên quan về các cái chủ đề game chủ đề về cuộc sống những các các bạn muốn tạo ra các bộ phim mà hay là tạo ra các cái sản phẩm của các bạn mà an tâm trong cái vấn đề về sử dụng nhạc thì chắc chắn là đây là cái trang mà lựa chọn số 1 dành cho bạn và trong đó thì bạn thấy là gì trên này thì có rất là nhiều các cái bài hát để bạn có thể lựa chọn Và trên này là gì có rất là nhiều các thể loại nhạc để bạn có thể là nghe Và bạn thấy thấy rằng là các cái nhạc trên này nó rất là phiêu và cực kỳ hay Đặc biệt những những cái bạn nào Duy vẫn nhấn mạnh đó là các cái chủ đề liên quan về game Các chủ đề liên quan về cuộc sống Hay các chủ đề sử dụng các bài nhạc, âm nhạc để có thể triển khai kiếm tiền Thì đây là cái trang mà có thể lựa chọn cho các bạn tốt nhất Minh chứng rất đơn giản đó chính là đã được rất là nhiều người sử dụng cá nhân Duy cũng như trong rất nhiều các cái đối tác, các cái team mà Duy hỗ trợ họ sử dụng vấn đề này, cũng như các cái network uh, uh, nổi tiếng họ đang sử dụng trên cái trang này và đó là cái sự chia sẻ đầu tiên của JGT dành cho bạn. Và vâng thì sau này các bạn sử dụng các bạn có thể thấy rằng là để có thể là vượt qua cái tài khoản người dùng thì các bạn cũng có thể vào trong cái tài khoản của các bạn, các bạn có thể thấy rằng chúng ta tìm hiểu một số các cái gói của nó, ví dụ đây là gói người dùng này. Và đây là gói phổ biến này cũng như đây là cái gói mà các bạn có thể liên hệ này. Bạn thấy là gì? Nó có rất là nhiều các cái chức năng để các bạn có thể áp dụng. Nếu như là một cái người chỉ có đi kiếm tiền trên các nền tảng mạng xã hội như là YouTube, Facebook, TikTok hay Instagram hay các bạn tạo ra các cái postcard thì đơn giản các bạn có thể sử dụng có người dùng. Còn nếu như các bạn mà triển khai uh, xây dựng ra các cái nội dung uh, video quảng cáo hay một số các cái video cho các cái doanh nghiệp cũng như trong cái quá trình các bạn muốn uh, uh, tạo ra các yếu tố liên quan về chuyên nghiệp cho cái video quảng cáo uh, làm dịch vụ của các bạn thì các bạn có thể chọn cái gói số 2 và rồi tương tự như vậy các bạn có thể nâng cấp nên nếu như doanh nghiệp của bạn hay đơn vị của bạn quản trị cũng như phát triển nhiều kênh YouTube thì các bạn có thể sử dụng con số 3. Và đó là cái điều các bạn có thể tìm hiểu trong cái quá trình các bạn nâng cấp và sử dụng sau này. Và duy tin chắc rằng đây là một trong cái trang có thể mua nhạc tuyệt vời nhất mà các bạn có thể áp dụng trong cái quá trình kiếm tiền trên nền tảng YouTube để giúp cho các bạn có thể phát triển và sử dụng những cái vấn đề mọi thứ của chúng ta là full bản quyền thì trong cái quá trình mà chúng ta đi kiếm tiền cứ an tâm và an toàn. Và vâng tiếp theo nữa các bạn đang nhìn trên màn hình đây thì Duy muốn chia sẻ các bạn một cái trang nữa để các bạn có thể mua cái nhạc mà tuyệt vời để có thể kiếm tiền trên YouTube, nói riêng và trên nền tảng à, mã xã hội nói chung. Đó là cái trang đó là Audio Jungle. Đây là một trong những cái nơi mà có thể có rất là nhiều các bài hát hay và có bài hát tuyệt vời dành cho các cái bộ phim của bạn muốn đăng tải lên hay trong cái quá trình các bạn có thể xây dựng các cái chủ đề về cuộc sống, các cái thương hiệu cá nhân cũng như trong quá trình các cái chủ đề game. Ở đây cũng là một cái nơi mà các bạn có thể mua và sử dụng và nó có các cái giấy phép cụ thể để cho các bạn có thể khẳng định bản quyền các bạn ở đây thì tùy mỗi bài nhạc thì nó có những cái mức giá khác nhau và rồi có những bài hạc rất hay rất tuyệt vời để giúp cho các bạn có thể lựa chọn ra các bài nhạc đó đấy là cái nơi các bạn có thể mua và cái nơi số 3 mà duy muốn chia sẻ với các bạn đó là cái nơi mà các bạn cũng có thể đăng ký uh, thông qua gói theo tháng uh, giống như cái trang đầu tiên mà duy chia sẻ đây là cái trang đó là uh, animal Inventor với cái trang này thì các bạn có thể đăng ký theo tháng và bên cạnh là sử dụng các cái bài nhạc uh, của nó thì các bạn có thể sử dụng các cái template của nó để các bạn có thể áp dụng xây dựng phát triển uh, uh, video của các bạn. Các bạn có thể uh, sáng tạo các cái nội dung video sử dụng trên đây hay có thể áp dụng cho các cái công việc mà design cũng như sáng tạo video của các bạn rất tuyệt vời. Và ở đây cũng có những cái nơi mà cũng có những cái bài nhạc giống như cái trang đầu tiên mà Duy chia sẻ cũng rất là hay. Các bạn có thể lựa chọn và sử dụng nó và phần vâng, ở trên đó là cái sự chia sẻ của Jumkate dành cho các bạn đã gợi ý cho các bạn những cái trang để có thể mua các cái nhạc bản quyền cũng như đăng ký để có thể mua và sử dụng nó à, hy vọng rằng cái video này đã giúp cho các bạn lựa chọn cái nơi mua nhạc bản quyền tuyệt vời và tất cả các đường dẫn link để có thể mua các nhạc đó thì duy có để dưới mô tả của video này các bạn có bất kể các cái khó khăn gì trong cái vấn đề về sử dụng nhạc hay bất kể có khó khăn gì trong cái quá trình mà mua các bài nhạc trên những cái trang mà duy giới thiệu ở video này các bạn có thể liên hệ trực tiếp fanpage Jumkate cộng tác viên Duy online sẽ chia sẻ với các bạn hoặc có thể bình luận ngay trực tiếp dưới video này và Duy sẽ giải đáp trực tiếp cho các bạn để các bạn biết cách sử dụng nhạc và áp dụng cho cái việc mà xây dựng phát triển kiếm tiền trên YouTube của mình một cách an tâm an toàn và sử dụng một cách tuyệt vời nhất và chắc chắn rồi, đó là những cái nội dung mà Duy BT muốn chia sẻ. Và một lần nữa rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nội dung video. Nếu như hay hữu ích đừng quên nhấn share chia sẻ video này cho những người cùng xem để họ có thể biết cái nơi mà nhu mua nhạc bản quyền và sử dụng tuyệt vời giống như bạn.